Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giải thích câu hỏi của đa số khách hàng, đó chính là dòng sản phẩm nước hồng sâm hộp 10 lọ như này thì có tác dụng gì? Thưa bạn, như Kiều Anh đã chia sẻ trong rất nhiều video trước, dòng sản phẩm nước hồng sâm này thì được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi. Ở bên cạnh đó, với dạng nước như thế này thì khi chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ hấp thu được tốt hơn những công dụng mà nó mang lại. Đặc biệt, buổi sáng khi mà chúng ta chuẩn bị cho một ngày dài làm việc, thì chúng ta uống một lọ nước hồng sâm như thế này thì nó sẽ có tác dụng là bồi bổ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta, cung cấp cho chúng ta năng lượng trong một ngày dài làm việc và đặc biệt khiến cho chúng ta được tỉnh táo hơn. Đối với những người cao tuổi mà có thể trạng yếu kém hay đối với những người mà thường xuyên ốm yếu thì khi chúng ta sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm như thế này thì nó sẽ có tác dụng là tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng hệ miễn dịch của chúng ta, đồng thời là khiến cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn và phòng chống lại nhiều bệnh tật. Quan trọng hơn là với dòng sản phẩm nước hồng sâm như thế này, nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta tỉnh táo hơn, thoải mái hơn sau một ngày dài làm việc. Và một điều quan trọng cũng như là chúng ta nên chú ý trong quá trình sử dụng sản phẩm này, đó chính là dòng sản phẩm nước hồng sâm thì chúng ta không nên sử dụng vào buổi tối trước khi đi ngủ, bởi vì nếu như sử dụng vào thời điểm này rất dễ khiến cho chúng ta bị mất ngủ vào ban đêm. Và thời điểm tốt nhất là chúng ta nên uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng, bởi vì vào thời điểm bụng rỗng thì chúng ta sẽ hấp thu được toàn bộ những dưỡng chất mà dòng sản phẩm này mang lại. Với dòng sản phẩm này thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng từ 1 cho đến là 2 lọ như trên tay Kiều Anh đây. Và với 10 lọ như thế này thì chúng ta sẽ dùng được tương đương khoảng 10 ngày. Và với một dòng sản phẩm tuyệt vời thì chúng ta nên sử dụng trong một thời gian dài. Bởi vì nếu như chúng ta sử dụng càng về lâu về dài thì nó sẽ mang đến những hiệu quả đáng kể với sức khỏe của chúng ta. Và khi đã các bạn đã mở cái nắp này ra rồi thì hãy nhớ cho Kiều Anh rằng hãy uống hết lọ này trong một ngày. Chúng ta sẽ không để thừa hay là để sang ngày hôm sau rồi uống, bởi vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của dòng sản phẩm. Và với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì hẳn rằng các bạn đã biết những tác dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm nước hồng sâm này mang lại rồi đúng không ạ? Chỉ với 100.000 cho mỗi một hộp hồng sâm như thế này thôi, chúng ta đã có được những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe của mình rồi. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm nước hồng sâm. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm nước hồng sâm 10 lọ đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.